Kính thưa quý vị và các bạn, các bạn đi vùng cao thường thường hay gặp những cái máy phát điện như này không? Ở vùng cao quê Việt thì bà con ấy dây điện điện nước khá là xa ấy, thì bà con sẽ tự chế một cái đường ống nước này từ cái thác nước kia chảy về đây mọi người ạ, để làm cái gọi là cái thủy điện mini, máy phát điện mini. Con này phải chắc phải 10 cân rồi ạ. Đây. Đây có chế qua bánh đà nhá. Đấy, nước phụt kinh khủng chưa? Ai à, đây là người ta một cái guồng này. Trong này một cái guồng quay này. Đấy, quay phụt ở đây. Đây là hai ống nước để phụt. Tạo lên một cái ấy này để chạy ra kia. Khá là... Đấy, gọi là thủy điện mini. Thủy điện mini. Đây, máy phát điện này, nhưng để dây điện này thì thấy hơi nguy hiểm rồi ạ. Đây, quay cho quý vị các bạn xem là nó làm một cái mái che để thủy điện này, nhưng điện này xem nào, chắc chắn là dòng A bao nhiêu đâu. Đây thông báo hàng đó, báo 200, hơn 200, gần 220 này. Nước chạy này là quá ổn định rồi. Dùng dây điện này thì chắc phải dùng cho một nhà thừa hai ống nước này, đi lên thủy điện. Đấy, khát nước thì chắc là dùng cho nhà này. Đây, nhà điện lúc nào cũng thắp sáng liên tục kìa. Ở đây là khá là xa, là một cái thủy điện mini của bà con vùng cao, rất là hay. Nước chảy đây, mà thật thì bắc từ trên cao xuống dội đường. Đấy, nhìn cái thác nước kia là cao đấy, thác nước trên kia khá là cao, chắc là bắt nguồn về gần đây. Ôi, kia làm ống nước sạch hay là cũng là làm thủy điện đây. Kia có một ống nước kìa mọi người. Đây là dưới kia. À, nuôi cá tầm. Nhìn thấy thủy điện này rất hay không? Trên vùng cao là thường thường hay có những cái đi dọc đường ấy. Từ đây lên trên kia có rất là nhiều cái máy phát điện nhỏ mini này của bà con. Vùng cao là thế. Đây sẽ là cái bánh răng này rồi. Việc chia sẻ cho quý vị và các bạn là một cái thủy điện mini của bà con tự chế. Con này cả nhà dùng thoải mái, một phải tầm 10 cân. Con này tầm 10 cân, quay này hai ống nước này quay tẹt thù, khỏe mạnh lắm cái ống vòi này. Mình có nước mình cũng sẽ làm như này, thì không phải tốn kém gì cả. Cao lắm rồi, chạy đây phả đây mạnh lắm, đều to. Thôi Việt xin chia sẻ cái video thủy điện mini ở tại đây cho quý vị và các bạn cùng xem thế thôi. Xong Việt xin khép lại video. Xin chào tạm biệt quý vị, các bạn.